mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà thấy mà nghe mà ngửi mà nếm mà chút mà biết. Dựa trên lục căn đó, dựa trên thấy nghe ngửi nếm chút biết đó là tư duy về chân lý, mà người ta có thể nhập được chân lý, người ta đạt đạo và được giải thoát giác ngộ. Thế thì là có những người mà dựa trên sáu căn mà được chứng đắc viên thông. Rồi cũng có những vị dựa trên nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, dễ thức, tức là dựa trên lục thức mà tư duy, mà nghĩ ngợi, mà tu hành. Do lục thức mà nhận thức được chân lý, rồi cũng chứng đắc viên thông, cũng được giải thoát giác ngộ. Rồi có những vị dựa lên trên lục trần, là sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Do nhìn thấy lục trần ở bên ngoài, thấy ngoại cảnh mà tư duy, mà quán chiếu, mà soi rọi vào nội tâm, mà nhận thức được cái sự thật của vũ trụ vạn hữu, mà được giác ngộ, được giải thoát, được chứng đắc viên thông. Rồi có những vị thì dựa trên thất đại, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Tuy nhiên dựa trên thất đại đó mà được viên thông. Nhưng mà theo những cái câu này nói đây nữa, Bồ Tát có nên Bồ Tát thì là một trong 25 vị đệ tử đó, nhưng mà ngài được cái chứng đắc viên thông của ngài là vô thượng, tức là cao hơn hết. Giống như là học cùng thi một lớp, ai cũng là được đổ cái tài, ai cũng được đổ ra trường cũng được đổ là bác sĩ cả, đổ tiến sĩ cả, nhưng mà tiến sĩ nó có hạng nhất, nhì, ba, vân vân. Thế thì là trong cái hàng mà chứng đắc viên thông này thì Bồ Tát Quán Thế Âm là chứng đắc viên thông vô thượng. Vì vậy cho nên là cái địa vị mà trên đường tu chứng thì là Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị, cái địa vị của ngài gọi là đẳng giác Bồ Tát nha. Cái đẳng giác có nghĩa là cái mức độ nó trên xem nó gần đồng với Phật, gọi là đẳng giác. Nó giống như là vàng 4 số 9, đáng lẽ gọi là vàng 10. Nhưng mà khi mà người ta đúc, người ta luyện rồi thì buộc lòng nó phải có giảm đi cái tuổi vàng, và nó 9 hoài thôi chứ không có nói 10 được. Là vì cái đúc luyện mà nó phải có cái tạp một phần nhỏ xíu, vì vậy mà ta gọi là vàng 49. Thế thì ra là 9, 49, rồi còn 9, 9, 9, 9, 9 nữa. Thì các Phật tử để ý là thường thường là ta nói Bồ Tát thôi, mà khi nào mà chữ Bồ Tát mà đọc là Ma Tát, tức là những Bồ Tát có Bồ Tát lớn đó, Bồ Tát mà 49 rồi còn thêm 9, 9, 9, 9 nữa, nó có chữ Ma. Với chữ Ma thì chính là đại, tức là đại Bồ Tát, Bồ Tát đẳng giác. Chữ đẳng là đồng, gần đồng, gần giống với địa vị Phật, mà Bồ Tát Quan Thế Âm là vị Bồ Tát đó. Cho nên á, Phật tử mà tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, mà tin tưởng với một vị Bồ Tát mà tầm thường quá, thành ra đối với tôi cho là một việc đau lòng. Mà trách nhiệm của hàng tăng ni phải giải tỏa cho được cái sự đau lòng đó trong lòng của mọi người Phật tử của Phật giáo Việt Nam.
Bồ Tát Quan Thế Âm mà muốn gì cầu được nấy. Ở cái mục vị Bồ Tát này là phải giải trên con đường giải thoát giác ngộ, cái phương pháp tu hành để đi tới cái chỗ vô thượng nhất bàn, vô thượng Bồ Đề. Chứ Bồ Tát Quan Thế Âm đâu có cái chuyện mà để đi làm công tác từ thiện xã hội, để là ai muốn cầu con trai cho con trai, ai muốn cầu con gái cho con gái, ai đi ngang cái chỗ mang vàng bạc vậy cả bao vậy đó, hoặc toàn cả lít vậy đó, vàng thì cả mà bao nhiêu kilo, đi ngang cái chỗ mà rừng quan trò rừng trọ cướp đạo Phật vậy, rừng niệm ngài đặng cho ngài ủng hộ, đặng cho là cướp nó khỏi dừng, ngài ủng hộ là được cho bọn cướp kia nó không theo dõi, nó không giết chết, nó không giết của cải. Bồ Tát Quan Thế Âm tôi đi làm chuyện đó, và Bồ Tát thật sự có lòng thương, muốn làm cũng làm không được. Bởi vì đạo Phật là dựa trên cái lý nhân quả mà nói cho Bồ Tát, mà không có thể chui kiếm cho cái bụng của những người tham lam kia, mà họ ngừng mà họ không tham cái túi học toàn và vàng bao nhiêu cái lô, mà đi trong cái chỗ những người là toàn là tham lam và trộm cướp, niệm mà niệm làm sao cho được. Rồi nó đem dao Thái Lan, rồi nó đem súng theo, rồi niệm sao mà cho mà cái tất cả cái đó là gãy ra từ đoạn từ khúc, làm sao mà niệm để qua cái Bồ Tát làm cái đó được. Cho nên cái lối tin tưởng và tầm thương như vậy làm hổ nghịch cho đạo Phật ghê lắm lắm, và thương xót cho những người mà có cái đức tin như vậy. Vì vậy mà bữa nay cũng gần kết thúc về vấn đề của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì Phật tử để ý một vị đẳng giác Bồ Tát tức là chỉ còn dường Phật một phần trăm, địa vị Phật là 100%, mà Bồ Tát Quan Thế Âm là địa vị của ngài là 99%, còn 1% tôi gọi là sân tướng vô minh, tức là vô minh hết sức là vi tế mà chưa được thành Phật thôi. Cho nên không có làm những cái chuyện tầm thường. Hôm nay ngài nói rằng Bạch Thế Tôn, tôi được duyên thông vô thượng, nghĩa là cái mức mà chứng đắc duyên thông của tôi là cao hơn tất cả 25 vị đệ tử mà dựa trên sáu căn sáu tầng sáu thức đó. Cho nên tôi có bốn đức vô quý nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Bốn đức vô quý đó là gì? Một là tôi xoay cái tấm nghe để nghe cái tiếng màu nhiệm của nội tâm. Xoay cái tấm nghe lại. Chứ là sơ văn trung mà nhập lưu văn thở, bữa hổm tôi nói xoay cho tấm nghe, bỏ cái đối tượng, bỏ cái âm thanh đối tượng mà mình nghe đi, văn sở văn tận, việc bỏ cái năng văn sở văn. Thường thường đó, hàng ngày đó mình sống bằng năng văn sở văn nhiều quá, cho nên nó sinh phiền não dữ lắm. Các vị thì sao thì có lẽ nó cũng giống giống thôi, chứ còn phần tôi là hiện giờ là tôi còn bị cái năng văn sở văn cũng nhiều lắm đó. Đành rằng học kinh Phật vậy đó, nhớ hết từ những lúc bực bội mình vẫn nhớ. Vẫn nhớ rằng là cái sở văn đó đáng lẽ ra mình không nên trả lời, không nên nghe, không nên nói, mà mình cố phải diệt cái năng văn của mình, đừng có nghe những cái âm thanh sở văn mà nó không lành mạnh, nó không hay ho như vậy, biết hết. Nhưng mà bởi vì ước gì là mình nghe tiếng chó sủa thì nó dễ chịu đó nha, mà tiếng người nói mà nó không có chân lý, nó thật hoàn toàn nó sai đạo đức là khó chịu hơn là nghe tiếng chó sủa. Là vì con chó sủa là mình chấp nhận nó là chó rồi, không còn bàn luận đạo đức với nó, không còn nói luân lý, không còn nói lẽ phải lẽ trái. Nhưng mà giữa con người và con người mà không có đạo đức, không có luân lý, không có chánh nghĩa, không có lẽ phải, nó làm cho cái năng văn này khó chịu lắm, cho nên nó sinh phiền não.
nhưng mà nói là nói như vậy chứ rồi mình cũng tự trách mình thôi. Ta gọi là nhẫn nan, nhẫn chi sự, thứ bất minh chi nhân, nhẫn là nhẫn những cái việc khó nhẫn, cái việc dễ nhẫn thì ai gọi là nhẫn. Tha thứ là tha thứ những cái người mà u mê đen tối, chứ còn cái người mà thông minh lanh lợi thì người ta đã khôn ngoan hơn mình rồi, còn tha thứ cái gì? Vì vậy cho nên là mình bực bội những cái khi mà bị cái sở văn không hay không đẹp nó đến với mình. Nhưng mà mình cũng coi chừng à, không phải là mình hay lắm đâu nha. Đạo Phật còn dạy mà các vị tu rồi phải nhận là nhận những việc khó nhận. Mà tha thứ là tha thứ cái người mà người ta không sáng suốt, người ta non nớt và kém cỏ mới gọi là tha thứ. Thế thì là bàn tới bàn lui nó bực bội rồi phải xả đi rồi nó lại tiếp tục nó bực bội rồi buộc lòng phải xả. Do vậy mà mình vẫn chưa tiến đắc liên thông là cái chỗ mà mình còn đang tranh đấu. Mình đang sống trên một bãi chiến trường chứ chưa phải là mình sống trong một đất nước thanh bình được. Những cái hàng Bồ Tát mà ta xoay cái tấm nghe vào mỗi tâm đó là coi như là ta đã chinh phục được giặc giả rồi. Ta sống trong cái đất nước thanh bình mà do công lao người ta đánh dẹp. Còn mình bây giờ là mình cũng học binh thơ đồ trận, mình cũng học cái lời xuất lược rồi là chiến lược rồi chiến thuật đủ rồi, nhưng mà hiện giờ mình là người đang đánh đang lâm trận chiến giữa phiền não và thanh tịnh của nội tâm. Cho nên cái việc tu của mình là nó khó, là khó chỗ đó, là kể cả trong đó là tôi nói như vậy nghĩa là tôi nói thẳng thân rằng là tôi cũng đang ở trong chiến trường chứ chưa phải ở trong một đất nước thanh bình đâu nha. Nhưng mà cái chiến trường là tôi có biết lúc nào tôi tấn, mà nếu tôi tấn không được là lúc nào tôi thối, mà tôi thối có cái cách thối an toàn, rút quân kiểu an toàn, giống như cái lúc mà Khổng Minh mà đánh Tư Mã Ý. Nghĩa là khi mình chết rồi nhưng mà về, rút lui về, ra lệnh rút lui về, nhưng mà phải tả cái tượng gỗ tầm hương để mà tấn an Tư Mã Ý không được được hơn nữa. Thế thì là đành rằng là lâm tận chiến, nhưng mà lúc tiến thì tiến được, lúc lùi biết giữ cách để mà lùi, thì đó là cũng là một nguồn an ủi trên đường tu hành thôi. Chứ còn là đang lâm trận chiến chứ không phải được ở cái đất nước thanh bình đâu. Cho nên đọc những cái đoạn này có người hỏi gì chứ, tôi giảng vậy rồi tôi được chưa? Tôi nói thẳng các vị là tôi là người chiến sĩ, mình đang ở trong trận chiến. Nhưng mà nếu các vị hỏi tôi về cái vậy thì tôi hơn người ta một cái gì? Tôi xin đáp rằng tôi chưa chắc tôi đã hơn ai cái gì. Nhưng mà giàu sao hơn nữa, lúc nào cần tiếng nói là tôi tiếp. Mà cái lúc mà tôi cần lúc luôn, tôi vẫn an toàn. Mà tôi biết lúc nào cần lúc luôn. Nó có thể nó hơn những cái người mà tiếng tới thì không chắc thắng, mà lúc luôn thì không an toàn. Mà chỉ hơn là hơn những người có chừng ấy thôi. Chứ đang ở trong cảnh chiến đó nè, chứ chưa phải là ở trong đất nước thanh bình. Chừng nào mà nhẫn nam nhẫn cái sự thứ bất minh chi nhân, nhẫn những việc khó nhẫn mà nhẫn được, tha thứ những người u mê đần độn có tâm không cần luân thường đạo lý pháp luật lẽ phải đạo đức gì hết, mà mình nghe mình không bực tức, lúc bây giờ coi như mình đã chinh phục hết giặc giả rồi, mình đang ở trong một đất nước thanh bình đó. Còn mà nghe mà còn bực, thấy mà còn bực, bực mà biết cái đó là sai, thì coi như là mình biết tiến được mà mình biết rút lui được, kể là cũng là một sự an ủi đi. Cho nên cái tấm nghe này, tôi xây cái tấm nghe màu nhiệm của nội tâm, tấm nghe này không chút nhiễm ô. Tôi nhanh dứt tất cả âm thanh đối tượng của nhĩ căn. Bây giờ cái tấm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của sáu căn còn là một cái tấm giác thanh tịnh, có thể dùng thay thế cho nhau mà không ngăn ngại. Tức là xoay tấm nghe về nghe cái nội tâm thanh tịnh của mình. Để chúng mình nhớ rằng là tâm mình là nó là thể tấm tịnh minh đó nha. Cái tâm tánh của mình là giống là thanh tịnh, giống là sáng suốt đó.
và mình có cái chân tâm thường trú cũng vốn là thanh tịnh, trong ngần không hề có phiền não khổ đau gì hết, cái đó mới thật là cái của mình. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm là xoay về nghe với cái tấm nghe đó mà dứt mặt cái đối tượng âm thanh mà người ta nói những cái chuyện tốt xấu hơn thua phải quấy thương ghét danh lợi bên ngoài. Do vậy mà chỉ còn là một cái tấm nghe hoàn toàn thanh tịnh. Mà khi mà một tấm nghe thanh tịnh rồi á thì là cái thấy cũng thanh tịnh, mà cái thấy thanh tịnh á thì là cái ngửi cũng thanh tịnh, mà ngửi thanh tịnh rồi thì cái nếm cũng thanh tịnh, mà cái nếm được thanh tịnh rồi thì là cái xúc cũng thanh tịnh, mà cái xúc thanh tịnh rồi thì là cái trí nghĩ của mình cũng thanh tịnh. Vì vậy cho nên là gọi là lục căn hổ dụng, vì nó thanh tịnh giống nhau, nó thanh tịnh giống nhau. Chỉ huấn luyện được một cái nhĩ căn thanh tịnh thôi thì nhãn căn cũng thanh tịnh, tỷ thiệt thân ý căn cũng thanh tịnh. Huấn luyện cho nhãn nhĩ thức như Quan Thế Âm Bồ Tát nè, nhĩ thức được thanh tịnh thôi thì nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức đều thanh tịnh. Nó giống như là đèn đây á, à, nếu mà để về thì đây là điện của đèn, mà để về thì đây là điện của micro, mà quạt máy thì điện của quạt máy mà. Nhưng mà nếu mà xóa hết những cái các cái dòng điện riêng rẽ đó mà hòa nhập vô một lưới điện thì điện là một thứ chẳng có cái nào nóng, chẳng có cái nào mát, chẳng có cái nào lạnh, chẳng có cái nào ca hát như là điện của truyền hình, của đầu máy video gì hết rồi, mà một thứ điện thôi. Còn khi mà tất trời nó ra thì công dụng của nó là cái nào điện của đầu máy video này, cái điện của TV khác, là điện của radio khác, là điện của đèn khác, là điện của quạt khác, điện bàn ủi khác, điện vô tủ lạnh khác, công dụng khác hết. Nhưng mà tất cả những cái dây điện đó là hòa nhập nó lại một dòng điện. Thế thì dòng điện đó chỉ là điện, không có cái tên gì khác. Lục căn cũng vậy, chính phát xuất từ một tâm thanh tịnh mà nó tác dụng vô mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó làm ra cho người ta có, ở vào mắt thì nó làm cho có cái thấy, tác dụng vào tai nó làm cho người ta được nghe, tác dụng vào mũi làm cho người ta ngửi, tác dụng vào lưỡi làm cho người ta có sự biết đến, tác dụng vào thân làm cho người ta biết xúc, tác dụng vào ý làm cho người ta biết tư duy nghĩ ngợi. Nhưng mà kỳ thật đó là một thứ tâm một mà, một thứ tâm một. Vì vậy cho nên là khi mà xây cái tấm nghe tôi vào nghe nội tâm thanh tịnh đó rồi đó, thì sáu căn trở thành một, tôi gọi là lục căn hổ dụng, không có khác nhau nữa. Giống như sáu thứ mà ủi, quạt, tủ lạnh, tivi, đầu máy, đèn, micro, sáu thứ dòng điện đó hòa nó vô một thì nó chỉ còn một thứ điện mà thôi. Vì vậy mà Bồ Tát có thể là lục căn hổ dụng được, nghĩa là không có khác gì nha. Căn này tức là căn kia tức là căn nọ. Thành ra sáu căn có thể dùng thay thế cho nhau. Khi mà nó hòa với một dòng điện rồi thì bây giờ dòng điện đó là một mà. Nhưng mà nếu cần đưa vô đèn là đèn vẫn cháy trở lại mà, đưa vô micro là vẫn phát âm mà, đưa vô quạt máy vẫn quay trở lại. Thế thì là một là tất cả là một, cho nên gọi là lục căn hổ dụng, là cái ý như vậy đó. Thành cái chỗ này mà không khéo học mà không tư duy là nghe nó thành mê tín chết, mê tín thành là ngu đần còn hơn là không học. Tôi còn có thể hiện ra nhiều hình tướng và nói vô số chân ngôn bí mật. Bồ Tát Quan Thế Âm còn hiểu ra hiện ra nhiều hình tướng lắm, mà các hình tướng khác là không ai chịu thỉnh, chịu mua đâu. Chỉ mua cái hình tượng mà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp giống như công chúa ở Hồng Kông, trong phim Hồng Kông vậy đó, chỉ mua, chứ còn các hình tướng khác là không mua. Nói do có vẻ như là đạo đức hơn là gọi là thỉnh,
cái thỉnh cũng rất là múa. Bởi vì không có tiền người ta không có thua cái đó mà. Thành ra nói với tôi là thỉnh là múa cũng vậy thôi à. Bởi vì sự thật mình nói mình thỉnh mà nếu mà ta nói cái đó 300 ngàn mà mình không đưa 300 ngàn coi coi ta có đưa mình không. Như thế thì mình đưa cho 300 ngàn ta đưa mình bất tượng chứ gì. Thì chẳng qua là nói cho nó văn hoa, nó văn vẻ vậy chứ còn gặp như nám của người ta ăn tiệc rồi cho tôi tham gia. Tham gia nhưng cùng với cái người mà ở cho tôi ăn trực chứ thì có khác gì nhau. Tham gia tức là ăn trực tức là tham gia. À mà nói tham gia nghe chứ chứng tỏ là mình là người trịnh trọng ha. Còn nó làm ơn tôi nó bụng quá thì con tôi ăn trực ba hậu coi thì nghe nó hơi tệ. Chứ kìa thật là thứ à. Thỉnh Quan Thế Bồ Tát tượng này 300 ngàn. Cùng với đi mua cái tượng này 300 ngàn cũng vậy thôi. Người ta gọi là thỉnh Phật về thờ, về an vị. Mình đã đi mua Phật về an vị cũng vậy thôi. Mà nói mua Phật về an vị để mà thờ mà lại đó, cái câu đó công dụng lớn hơn là nói đi thỉnh Phật về thờ an vị. Bởi vì là mình nói mình thỉnh Phật về, mình an vị, mình thờ rồi mình lại, rồi mình tưởng tượng là cái ông này vui lớn lớn, muốn gì được đấy, cầu gì được đấy. Còn mà mình nói mình đi mua Phật về thờ đó, thì nó có cái lợi là à, cái ông này là do mình mua mà, bỏ tiền ra mình mua mà. Thế thì là bây giờ cái ông Phật này là cái ông mà để tượng trưng tiêu biểu một đấng Như Lai Thế Tôn hình ảnh vậy, chứ không phải cái ông này có công năng quyền phép gì mà để mà tôi năng nỉ danh sinh ông nhé. À do đó mà mình nói mua Phật về mình thờ là mình đỡ bất cái mê tín dị đoan, làm cho cái đầu mình bất ngu si đần độn. Bởi vì không bao giờ mình lại mà mình tin tưởng là cái ông đó ban cho mình được cái phước gì, không cho mình được cái bồ đề nước bàn nào. Mà muốn có bồ đề nước bàn là chỉ dựa theo cái lời của cái hình tượng mà mình tự tin để thờ đây. À do vậy mà không có đặt cái niềm tin cái kiểu thiêng liêng thần bí, thành ra nó có lợi hơn. Vì mình biết rằng thật, chẳng lẽ là cái người làm thật làm ra được thật à? À thế thì là cái người làm đó chẳng qua là làm cái tượng tốt mà mình mua về để tượng tin vậy thôi. Cái ông mà mình thờ không có khác chẳng khác, chẳng có liên quan gì hết. Thế thì là nói mô Phật nghe như là thô lỗ, nghe như là bất kính đó ha. Nhưng mà kỳ thật là nó làm cho con người có một cái đức tính tự giác. Tự mình xác định vai trò vị trí của mình tu hành là phải tự cải tạo cái nhân lành mới có được cái quả tốt. Còn mà không cải tạo được cái nhân thiện mà còn có được quả tốt, mình danh sinh là cái ông mà mình gọi là mình thỉnh, thì mình an vị, mình thờ, mình tụng đó mà, mình lại mà, không hề có kết quả. Cho nên nói như vậy thì nói nghe nó bạo, nghe nó chướng tai nhiều cái người mà nó nặng cái lòng tình cảm đối với Đức Phật. Nhưng mà kỳ thật phải nói như vậy mới sáng tỏ vấn đề. Phật không ai làm ra được đâu. Cho nên mình cứ mua là mình mua ông đó không phải là Phật, nhưng mà là một hình ảnh để tiêu biểu được tượng trưng vậy thì được. Tôi còn có thể hiện ra nhiều hình tốt. Cái ông Tiêu á, ông Tiêu mà các vị thấy bao giờ làm cái tượng mà cái mặt có vàng có vợn, mà có nanh có vút, mà nó có mắt là lồi, cái lưỡi dài đó. Mà mấy ngày làm tháng 7 người ta làm cái lễ thi vế cô hồn á, rồi ta đem Tiêu ra. Rồi nhiều người mê tín dị đoan tiền kiếp rồi, khi mà xô già rồi lại giúp cho được cái lưỡi ông Tiêu đó để đem về mà trị bệnh, mà làm bùa tính an trong gia tộc đó mà. Đấy là Quan Âm đại sĩ Bồ Tát hóa thân đó, hiện ra cái hình vậy đó. Bởi vì Bồ Tát là vô số phương tiện, sách nho ta gọi là lễ phòng quân tử, mà lục phòng tiểu nhân, mà hiên nguyện với động quân tử mà liên tiếp phạt tiểu nhân. Khi nào dùng lễ là để nói chuyện với người quân tử, với người trí thức.
khi nào dùng hình luật gông cùng thì để nói chuyện với những cái kẻ mà nhiều tội lỗi, những kẻ tiểu nhân. Áo mão cân đai để nói chuyện với những người quân tử, mà gông cùm thiền xích dây trói còng thiền là để nói chuyện với những người mà tham lam bất chính vô độ, mà phá hoại an ninh trật tự của xã hội. Thế thì là Bồ Tát Quan Thế Âm khi nào mà cần cái đức từ thì hiện ra cái mặt từ bi, khi nào cần đức quy thì hiện ra cái đức có quy dũng, khi nào mà cần nói chuyện với những cái người mà thật là dữ dằn can cường năng điều năng phục thì hiện ra cái mặt này dữ dằn dân tư diện đại sĩ đó, chứ hoàng bồ tát quá thân đó nè. Và còn hiện ra 32 thân khác nữa, như là thân Phật, thân Bồ Tát, thân Thân Văn, Duyên Giác, thân Người, thân Trời, thân Quang, thân Đồng Nam, Đồng Nữ, cho tới thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càng Thác Bà, vân vân. Cho nên là học Quan Thế Bồ Tát là phải hiểu Quan Thế Bồ Tát như vậy đó. Có những đức là dùng cái đức từ đó, ví dụ như là Quan Âm Bồ Tát mình có tạc sổ một người nữ đó, là để tiêu biểu cho đức từ của cái lòng từ của người mẹ đó. Từ mẫu, cho nên là tạc một tượng ở trong là bao nhiêu vô số tượng đó. Tôi biểu cho cái đức từ thôi, còn đức quy nữa chứ. Qua cái Bồ Tát cũng quy với mắt chứ, chứ đâu phải là tu được yếu siêu rồi ai nói bị cũng nghe, ai nói cái gì cũng được, ai làm gì cũng được đâu. Tại nó có thể hiện ra nhiều, hiện ra nhiều thân, nhiều hình, và nói vô số chân ngôn bí mật. Rồi hiện ra từ một đầu này nha, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1000 đầu, 10000 đầu, cho đến là 84000 cái đầu. Đó. Cho nên này bữa hổm là tôi thấy có cái thiệp của chùa Quan Âm mời là tạc cái bức tượng Quan Âm bằng đá quý mà 11 đầu á, 11 đầu á, thành ra Phật tử nghe cái này là chắc cũng mừng lắm. Bởi vì trong cái thơ đó nói rằng là đây là đất duy nhất ở đất nước Việt Nam có một pho tượng 11 đầu. Cho nên là quý hiếm hy hữu ha. Thì học cái này rồi là các vị không có lấy làm hy hữu, không có gì hy hữu hết. Bình thường là do mình muốn tạ để tiêu biểu tượng trưng gì cũng được, chứ ở đây vậy đó, như vậy đó, ba đầu rồi năm đầu rồi bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1000 đầu, 10000 đầu, cho đến 84000 cái đầu, bao nhiêu cũng được. Thân Bồ Tát là như vậy. Nhưng mà nói như vậy là con người như tôi con vậy. Nói như vậy là nó ẩn chứa một cái triết lý giáo dục ở trong đó. Chứ còn con người mà nó nhiều đầu như vậy thì làm sao gọi là người, mà người sống với ai? Đức Phật đã cho biết rằng trên thế gian này là chỉ có cái người, là cái giống người mà hai cái chân là cái giống ưu việt nhất ở trong cái vũ trụ này. Tức là người hai chân là một thân, hai tay là một đầu thôi. Đức Phật Thích Ca cũng một đầu, mà vô số chư Phật cũng một đầu. Thế thì là Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể hiện là đầu nhiều như thế. Vậy là nghĩa là sao? À, đó là vấn đề cần phải nêu ra đó. Rồi tôi có thể hiện ra hai tay nè, bốn tay nè, sáu tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 cái tay, 24 cánh tay, 108 cánh tay, rồi 1000 cánh tay, 10000 cánh tay, cho đến 84000 cánh tay, uyển chuyển. Đấy, nhiều đầu rồi nhiều tay. Vậy là còn nghĩa là nhìn Bồ Tát Quan Thế Âm còn hơn là nhìn tới Lâm Chung. Nghĩa là cứ bề trên dưới gì cũng đều tay hết trơn.
vậy là hình Bồ Tát Ma Ha là tạc ra cái kiểu giống như Thái Lâm Châu vậy, muốn bao lớn là bao, nhưng mà cái kiểu đại để như Thái Lâm Châu. Vậy thì làm sao còn nói chuyện gì, làm gì nữa được với ai chứ? Thể hiện ra là còn mắt nữa nè, ba con mắt, bốn con mắt, chín con mắt, 108 con mắt, rồi 1.000 con mắt, rồi 10.000 con mắt, cho đến 84.000 con mắt. Thanh tịnh hoặc từ hoặc nguy hoặc định hoặc tuệ, cứu độ chúng sinh được đại tự tại. Đầu nhiều nè, tai nhiều nè, rồi mắt nhiều nè. Thế thì đây là vấn đề nói cái gì? Đầu nhiều có nghĩa là cái bộ kinh này, cái kinh này nói như vậy, có nghĩa là bảo rằng người ta, cái người tu hành đệ tử Phật là phải sử dụng cái óc cho nhiều, phải sử dụng cái óc, bởi vì mỗi một cái đầu là có một bộ óc. Mà 84.000 cái đầu có nghĩa là 84.000 cái bộ óc cộng lại thì cái trí tuệ nó sẽ trở thành vô biên vô tận. Cho nên nó cần nói là cái đầu nhiều. Thành ra có những cái lúc mà những người nào mà bây giờ kể cái gì mà nói hoài, dặn hoài, năn nỉ hoài không được, thì tôi nói không có sợi ốc của hang là dặn một việc đó 100 lần cho tới 200 lần tới 1.000 lần đều không làm được. Thế là không sợi ốc. Chứ không phải không có ốc nha, mà phải không xài. Đấy. Rồi một cái chuyện mà người cứ nhận biết rằng là việc làm đó trong 3 phút sau sẽ gây cái hậu quả gì người ta biết mà. Nhưng mà có người không sử dụng ốc thì trong 1 phút sau xảy ra hậu quả họ cũng không biết, là tại vì người ta không có sử dụng cái óc. Đó là mình nói cái chuyện bình thường của thế gian. Có người tại sao ta biết cái chuyện mà khi báo nhân tiền khi báo nhân hậu, chẳng hạn như tôi nói ví dụ như chuyện Khổng Minh. Hồi xưa là ông để cho con mộ ông bảo đệ tử là Vạn Đại Quân Sư. Rồi câu để một câu nói một mình Vạn Đại Quân Sư Gia Cát Lượng, thì cho tới cái năm mà tôi mới ý mà thống nhất được Sơn Hà rồi đó, thì tới cái mộ của Phật Khổng Minh thấy để Vạn Đại Quân Sư là nổi giận rồi, tự cao tự đại tự tôn y lại giận bởi nghĩa thống nhất Sơn Hà, mà lại còn để thêm một câu Vạn Đại Quân Sư Gia Cát Lượng nữa, giận quá dùng cái vũ khí đập một cái rán vô cái tấm đó, thì ở trong đó nó lộ ra một cái tấm kia bằng thống nhất Sơn Hà Tư Mã Sư. Cái lúc mà Tư Mã Sư thống nhất Sơn Hà, thế là cái chuyện đó ta gọi là chi bán nhân tiền chi bán nhân hậu là vậy. Đại để là như thế. Vạn Đại Quân Sư Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng là quân sư Vạn Đại, nhưng mà cái mời thống nhất cái đất công quốc này là thống nhất Sơn Hà này là Tư Mã Sư, chứ không phải là Khổng Minh. Thế là ông sụp xuống ông lại liền. Đó là mình nói chuyện theo cái kiểu mà tiểu thuyết quá của cái Trung Quốc, của một cái người mà phải sử dụng cái bộ óc cái trí tuệ của người ta biết chuyện xa như thế. Để bây giờ mình nói cái chuyện gần như thế nào. Bác Hồ nói hồi đó nghĩa là ta đánh thắng giặc Mỹ dầu cho không phải đốt cháy hết giải Trường Sơn cũng phải đánh cho thắng, dầu cho nó làm cho cái Hải Phòng Hà Nội có trở thành đồ đá theo lời chúng nói cũng đánh cho thắng. Rồi đây ta phải chiến thắng đất nước ta hơn 10 lần chưa. Thế vì là bây giờ mình thấy cái người mà người ta hiểu biết xa đó là nó thấy rộng mà. Thật sự là nơi nước có độc lập tự do, cái bộ óc của con người Việt Nam ta là đâu phải là bộ óc tầm thường đâu.
Thế thì là khi mà độc lập tự do được là có thể thống nhất đất nước rồi, là có thể ký kết hơn 10 lần điều đó có thiệt. Mà chẳng những hơn 10 lần mà có thể hơn 50-30 lần, 100 lần cũng có thể. Thế thì là xài cái bộ óc thì nó vậy rồi. Nhưng mà cái người mà không có sử dụng cái bộ óc mà không thông minh á, thì là cái chuyện mà của ngày mai đến hậu quả tới nơi người ta cũng không biết được. Đại để là vấn đề là như thế. Cho nên là kinh mà nói như vậy có nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm, mà mọi người đều có thể là Bồ Tát Quan Thế Âm nha. Cho nên là có thể sử dụng bộ óc cả 48.000 bộ óc như vậy trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Bất cứ trường hợp nào, ở trong hoàn cảnh nào, ở trong môi trường nào, khó khăn mấy, mà 48.000 cái óc mà cộng lại là đều có thể giải quyết được hết. Những phiền não nào, vô minh nào, nào thiện, nào ác, nào tính, nào tà, nào chân, nào mỹ, với bộ óc và 84.000 bộ óc đó là có thể biết được và nhận rõ nó ra được hết. Cái nào lấy, cái nào bỏ, cái nào dùng, cái nào không dùng, cái nào đưa mình tới giấc ngộ giải thoát, cái nào đưa mình tới chỗ phiền não của nào đều biết hết với bộ óc nhiều như thế. Cho nên là chọn lọc rất là dễ trên con đường giải thoát giác ngộ. Chứ còn không phải là làm nhiều cái đầu mà tốt đâu. Đây là một cái thứ triết lý sâu xa. Rồi còn tai cũng vậy, tai và mắt cũng vậy. Người ta cái óc tốt mấy, 84.000 bộ óc thì phải có 84.000 cái tai mới có công dụng. Chứ nếu như cái óc của mày thật là nhiều, thật hiểu biết thật nhiều nhưng mà không có tai, thế thì là cái hiểu biết nó không bao giờ thể hiện ra được bất cứ một việc làm nào. Tôi nói bây giờ đây là phần nhiều là mấy bà mấy cô đây nè, là cái óc của mấy bà có thể là nấu ăn ra cái tưởng tượng ra có thể là 50 món ăn rất là ngon lành trên cái óc này nè, nhưng mà chẳng may mình bị hai cái tai tàn tật rồi là có mong ngồi đó mà rõ nước giải ra. Chứ làm sao có được cái bánh, có được cái món chiên, cái món xào, cái món rau, món nướng đó mà ăn đâu. Vì vậy cho nên là khi ốc đã nhiều rồi thì ta cũng phải nhiều như vậy để mà nó thể hiện cái gì của ốc nghĩ ngợi tư duy. Để ý ra là người nghĩ đó chứ. Cho nên ốc nhiều là ta nhiều. Mà còn cái ốc mà nếu mà con mắt đuôi là cũng không bao giờ tiếp thu được cái gì của khoa học, của kỹ thuật, của dạng vật. Cho nên là cần phải có con mắt thật nhiều, từ 2 mắt cho tới 10 mắt, 100 mắt, 1000 mắt, tới 84.000 mắt, nghĩa là thấy cho thật nhiều. Phải có thấy nhiều thì cái bộ óc mới có thể tư duy nhiều được, mà bộ óc muốn tư duy nhiều thì phải có cái thấy nhiều, biết nhiều. Mà thấy biết nhiều rồi thì muốn để cho nó thành công xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, xây dựng một cái đạo đức tốt đẹp, xây dựng một cái sự an lạc giải thoát trên đường tu hành thì phải là hai bằng, phải tài nhiều để mà thực hành. À, do vậy mà nói qua với Bồ Tát là học cái phương pháp này là một phương pháp triết lý tu hành vô cùng, phải không? Mà chẳng những vậy nha, 84.000 mắt như vậy nó ở đâu? Nó ở trong mỗi cái bàn tay này là một con mắt hết rồi. 84.000 tay thì 84.000 con mắt ở trong mỗi bàn tay. Điều đó nói lên cái gì? Có nghĩa là cái óc thì tư duy là tri, ha. Cái thấy biết của anh là biết, thấy biết, thấy rộng, để mà biết rộng là óc, thấy rộng là con mắt, biết rộng là óc. Mà thấy biết rồi là phải hợp tác lại với cái hành là hai bàn tay của anh. Vì vậy cho nên là Bồ Tát Quan Thế Âm hãy một tay là một con mắt, một tay là một con mắt, một tay là một con mắt. Có nghĩa là tri và hành phải đồng bộ, gọi là tri hành hợp nhất, nghĩa là nó phải đồng bộ nhau thì trên đường tu hành của mình mới có kết quả được đó. Còn muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp cũng phải tri và hành nó đồng bộ nhau, thì cái xã hội đó chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, là giáo dục gì đó cũng phải tri hành đồng bộ. Chứ nếu tri không mà không hành, hoặc hành mà không có tri, là cái chuyện đó giống như người đuôi mà muốn đi thì chẳng tới đâu cả.
Vì vậy mà mỗi một bàn tay là một con mắt, có nghĩa là tri và hành mà phải đồng bộ, phải hợp nhất đó. Chứ còn anh nghe cái đoạn này đó, mà nếu mà không hiểu cái triết lý thâm sâu của nhà Phật mà đào tạo mà bồi dưỡng cho cái người đệ tử Phật thấy không, là toàn là một sự mê tín ngu si đần độn, bỏ tiền ra mình một cái đức tượng như thế, tốn vô cùng mồ hôi nước mắt xương máu của người ta, mà ngu ngốc đem lại những cái tượng cốt bằng xi măng dầu bằng đồng đi nữa cũng chẳng có giá trị gì. Khổ ghê gớm là cái chỗ này, khổ ghê gớm là chỗ này. Người ta có thể bỏ tiền ra hết sức nhiều mà đã đi làm một cái vật vô tri mà công sinh sống mà lại, đó là một điều vô cùng đau đớn và chua chát. Hồi mới giải phóng á, tôi cũng thường gần gũi được các anh các chị ở trong cách mạng á, mà ta nói rằng là thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi đó khách mà quốc tế mà thăm Việt Nam mà, là thủ tướng Phạm Văn Đồng có một cái ý mà tôi nghe tôi nhớ mãi mà tôi rất tâm đắc, là tạo cái bất tượng ha, phục chế lại thâu hẹp nhỏ là cái bức tượng ngàn tay ngàn mắt, mà hồi đó chỉ có cái chùa Bút Tháp ở là thủ tướng cho phục chế và thâu gọn lại bức tượng nhỏ xinh đẹp để cao dài và tất gì đó đại đế, mà cũng y như bức tượng ngàn tay ngàn mắt của cái chùa Bút Tháp vậy, để mà kỷ niệm cho các cái nước quốc tế mà các cái nước có Phật giáo. Thì việc làm vừa là chính trị, vì người các nước có tôn trọng Phật giáo thì mình tặng cái bức tượng Phật giáo là tượng Phật là rất là chính trị rồi. Nhưng mà song song không có chính trị đó để nói lên rằng cái chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa phi hành học nhất, để nói rằng đất nước tôi là dân tộc tôi là phải vậy đó. Cần thấy nhiều, cần biết nhiều, và phải biết và phải làm. Đó là đường lối xây dựng đất nước của nhà chủ nghĩa chúng tôi. Cho nên là rất được cảm tình. Mà tôi nghe những cái câu chuyện đó, tôi rất là tâm đắc và thích thú. Chứ không phải là đối với một nhà mà khoa học biện chứng, hay nói một cách khác nên là chủ nghĩa cộng sản là duy vật biện chứng. Người ta đâu có thích tặng cái ông mà, cái ông gì mà cả ngàn cái tai, mà cả ngàn con mắt. Mà nghe nói tới cả ngàn cái đầu lại còn phi lý nữa. Nhưng mà đối với người như vật biện chứng, người ta không có tin kiểu mà quan đường, ảo tưởng là gỡ giống tâm hồn ở thế giới xa lạ vậy đâu. Nhưng mà ta tặng cái triết lý đó. Cho nên người cộng sản chân chính, người ta có cái nhận xét dựa trên cái sự khoa học, dựa trên cái triết lý mà biện chứng của khoa học, mà ta nhận xét là như thế. Còn người Phật giáo chúng ta, nếu mà không phát huy cái tư tưởng đó, mà nghe những cái lời đọc nãy giờ y thân văn này, rồi làm như vậy là bỏ vô số tiền tài sức lực sao, mà lại những cái mình mua, lại danh xin cầu nguyện những cái mà mình làm ra, thế thì chẳng phải là đần độn si mê là gì? Tại vì cái này là khó nghe, khó hiểu, mà người mà nghe mà không hiểu được thì việc đó không có gì khó hiểu cả. Và việc đó có thể trong tầm tay của chúng ta đấy chứ. Có lẽ lắm, cái nền triết lý như vậy có lẽ lắm. Thế và suy nghĩ của tôi suốt ngày sáu trần, như âm thanh luồn xuyên qua đất. Tôi nghe thoát ngoài sáu trần. Thường thường là mình nghe là do những cái âm thanh dựa vào sắc thanh hương vị xúc pháp nó tác dụng qua lại, mà nó có nhiều thứ âm thanh.
chẳng hạn như các âm thanh mà tôi nói là trong đại chúng nghe đó là âm thanh là riêng của âm thanh. Còn nếu như tôi gõ mõ nè, thì âm thanh này là dựa vào con người và cộng với gỗ. À, phân tốt nhiều thứ âm thanh vậy đó. Còn có cái thứ âm thanh nè, đó là cũng dựa vào con người và cộng với cái tiếng kim. Thành âm thanh là dựa vào thất thanh hương vị của pháp đó. Âm thanh là nó tương quan với sáu tầng, không có cái nào là tự nó độc lập mà nó rời rạc ra được. Cho nên cái câu này nó có cái ý nghĩa đó. Tánh nghe suy nghĩ của tôi là thoát ngoài sáu tầng. Tất cả những âm thanh mình nghe đều là dựa vào sáu tầng cả. Mà cái tánh nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm thì thoát ngoài sáu tầng. Như âm thanh luồn xuyên qua giấc dậy, do cái sức diện màu vô tác, tôi hiểu nhiều hình tướng, nói nhiều chân ngôn, đem lại cho chúng sanh cái sức vô quý. Bồ Tát Quan Thế Âm có thể hiện ra nhiều hình tướng và nói nhiều chân ngôn, đem lại cho chúng sanh được cái sức vô quý. Nói nhiều chân ngôn là chân ngôn gì? Bây giờ tôi có thể nói thẳng với đại chúng là các vị tụng một bài chân ngôn, các vị có cái sức vô quý được như thật. Mà tôi không cần phải lựa chân ngôn gì cho nhiều chuyện xa vời khó hiểu lắm. Các vị cứ đọc một cái chân ngôn này thôi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, 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 một cái chân ngôn đó thôi, đừng học nhiều cái cực lắm, học đại bi tới 10 cái chú vô cực lắm. Rồi Lăng Nghiêm thì thật sự là ai mà tụng kinh Lăng Nghiêm là tụng một câu thôi. Án, anh đã lại bị sở đề, đưa ra bằng giờ lao lị, bằng đà bằng nặng nể, bằng giờ la, bằng đi hâm hấn, hoa hồng độ đô, hấn tới bà ha. Học câu đó thôi. Thế thì là ở đây thế này nhé. Nói rằng là Bồ Tát hiện hình tướng nói nhiều chân ngôn đem lại cho chúng sanh cái sức vô quý. Bởi vì tại sao mà hiện chân ngôn đem lại cho chúng sanh sức vô quý? Là vì bất cứ vị nào mà niệm tụng chân ngôn như vậy, tất nhiên là thân cho các vị, coi như các vị đã gom nó lại, cột nó lại rồi. Dù không có trói nhưng mà coi như các vị đã tự trói thân mình rồi. Miệng của mình là không bị bịt mồm bịt miệng, nhưng mà các vị định tụng chân ngôn là coi như là các vị đã bịt mồm bịt miệng rồi. Và ý của các vị ha, mà tư duy câu chân ngôn mà tụng cho nó lành mạnh như vậy, là cái ý của các vị coi như tự gom lại, giống như là cái ngọn lửa mà đã gom lại nhốt ở trong cái bóng đèn rồi thì nó sẽ tỏa sáng ra rất là nhiều. Thế thì là thân khẩu ý của các vị, thân thanh tịnh là vì không có làm những cái điều sai trái như là sát đạo dâm, miệng không có nói những điều sai trái như là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý không còn nghĩ nội những điều sai trái như là tham sân si. Thế thì thân khẩu ý các vị gom nó lại để nó vào một chỗ an tịnh, trong sáng. Thế thì là các vị còn cái điều kiện nào để mà sợ sệt cái gì nữa chứ? Đó là các vị đã được cái đức, cái sức vô quý đó. Cho nên các vị cứ tụng cho ngon đi. Nhưng mà với tôi thì tôi không khuyên các vị tụng nhiều thứ đâu. Cần thì lấy những cái chú dẫn sanh đó, hoặc là nếu mà các vị chơi là chú dẫn sanh, người ta nói là chú này tụng mà để mình dẫn sanh cực lạc Tây Phương ha. Cái gì sợ vậy chứ gì? Thì không tụng cái đó. Tụng cái chú án anh nói lẽ thì nó đề bẻ ra bạc sở ra bà thị bàn đà bàn đà nẻ bạc sở ra bán đi phấn hổ hồng độ rôn phấn có bàn. Đó là cái chú của chú Nghiêm là bao nhiêu đó thôi đó nha.
đọc một câu chú vậy thôi chứ không cần nhiều. Còn mà không là tụng chú giảng sanh nè, tôi nói giảng sanh là gì? Các gì đừng có sợ, lấy cái chú đó mà trì trong tất cả mọi trường hợp. Cái chú đó không có nghĩa là tụng để rồi chết bỏ cái thế giới này mà sanh về thế giới cực lạc mới tụng cái chú đó, không phải. Hiểu như vậy là ấu trĩ, là nghĩa thơ. Mà giảng sanh đây không nghĩa là nó lật từ mạng từ bể Úc nó lật ra bề bề nữa. Từ cái bề mà đen lúa xấu xa nó lật trở lại thành ra cái bề mà tấn đẹp thẳng bằng thẳng. Đây là tôi nói ví dụ. Bây giờ nhà là tảng sáng là chửi con nè, chửi chồng nè, chửi vợ nè, nghĩa là lung tung bèn ha, chửi tùm lum, đau khổ nghĩa là quất nghẹn hơi ha, tim muốn đứt ha. Là cách gì nhớ à, bây giờ từ cái nôn bắt đầu à, mọi là giờ ra 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 đầy khổ đau, đầy ấp, một cái sự uất ức, giận dữ trong lòng, mà nó giảng sanh ra một cái thế giới hoàn toàn thanh tịnh an lạc. Cái chữ giảng sanh của đạo Phật là như vậy đó nha. À, từ cái đau khổ nó lật ngược lại, nó sanh qua một cái cảnh giới, một cái thế giới an vui, mà cái thế giới đó không rời cái chỗ ở của mình. Bởi vì pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân. Cho nên là khi mà dùng cái trí giác ngộ mà niệm tụng cho non như vậy là nó quá giả trường não vô minh tức khắc. Là từ cái chỗ mà khổ sở bực bội như địa ngục trở thành là nước cực lạc đó. Chứ đừng có sợ cái chú đó là cái chú giảng sanh chỉ để khi chết mới tụng. Đó là học phẩm như vậy là ấu trĩ, là ngây thơ và mê tín, không đúng đầu à. Chỉ giảng sanh này, cho nên cái chú giảng sanh không phải chỉ để tụng cho người chết, mà chỉ giảng sanh có nghĩa là lật đen trở thành sáng, vô ghê lật trở lại trở thành là phẳng lặng lang liếc. Vì vậy mà tôi dùng nhiều cái chân ngon ha, mà đem lại cho chúng sanh nhiều cái thức vô quý. Vì vậy cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần gọi tôi là vị Bồ Tát vô quý thứ. Bồ Tát Quan Thế Âm là vô quý thứ. Nếu người nào mà nghe mà tu theo cái cách của Quan Thế Âm, nghe lại cái tiếng lòng màu nhiệm của mình, thì người đó sẽ xa lìa được cái sự khổ não, sợ sệt, đau thương. Cho nên là người ta gọi là có pháp môn tu theo Quán Thế Âm này của Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát vô quý thí, thí cho tất cả chúng sanh một cái đức vô quý. Cái điểm thứ tư là tôi có được. À, còn câu nữa chứ ha. Vì vậy vì vậy cả nước ở trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi tôi là vị Bồ Tát vô quý thí. Cái chức nhiệm màu thứ ba là sự tu tập của tôi là phát huy căn bản thâm tịnh sẵn có, nên tôi được duyên thân màu nhiệm phát huy. Cái phương pháp tu này đó là pháp vô cái căn bản thân tịnh sẵn có. Đại chúng nên nhớ rằng là trong mọi người nó có cái căn bản thân tịnh sẵn có, tức là cái thể tánh của ta là tịnh là minh. Cái tâm chân thật của ta đấy là vốn là cũng thanh tịnh và nó ở sẵn trong lòng ta. Cho nên phát huy cái tấm thanh tịnh vốn có.
cũng như kinh Pháp Hoa mà Đức Phật thường nói là khai thị cho chúng sanh là ngộ nhập cái tri kiến Phật của mình, là vì mọi người có cái tri kiến Phật vốn thanh tịnh sẵn có rồi. Phật mà giới thiệu cho biết, Phật chỉ rõ cho biết, Phật giải chỉ cho mà hiểu, và cuối cùng để cho mọi người sống với cái đức tánh thanh tịnh vốn có của mình, tức là cái tri kiến Phật đó. Tri kiến Phật là cái tri kiến thanh tịnh trong sáng nhiệm màu vốn có của mình, chứ không phải là của ở ngoài đâu. Cho nên là pháp duy cái căn bản thanh tịnh vốn có, cho nên tôi được liên thông màu nhiệm, đi đến thế giới nào chúng sanh cũng xả cái thân hy sinh căn bảo mà cầu được tôi thương xót. Vì một cái phương pháp tu mà cái hiệu quả nó như thế, cho nên là nhiều chúng sanh mong cầu để mà kính quý, để mà học và tu theo. Cái điểm thứ tư là tôi có được Phật tâm, chứng ngộ đến cái chỗ cứu cánh, cho nên có thể đem các cái thứ tân bảo cúng dường Phật Phương Như Lai. Ngài có được cái Phật tâm nhé. Bồ Tát Quan Thế Âm nói rằng là ngài có được cái Phật tâm, chứng ngộ đến cái chỗ cứu cánh, cho nên có thể đem các thứ tân bảo mà cúng dường Phật Phương Như Lai. Câu này nghe rất là mâu thuẫn. Ngài đã đạt đến, ngài có cái Phật tâm, ngài đạt đến cái chỗ mà là coi như là cứu cánh đó. Nhưng mà rồi ngài có khả năng cúng dường Phật Phương Như Lai, vậy là lấy cái gì cúng? Đã tu mà đạt đến cái trình độ mà cao siêu cứu cánh như vậy thì đâu có kinh doanh bất cứ là một thứ gì trên cái cõi tầng ai này để mà có tiền có bạc, cũng chẳng trồng rễ trồng mái thì làm sao mà có hoa quả cây trái mà đem cúng dường mười phương Như Lai. Như vậy nghĩa là sao? Cúng dường mười phương Như Lai bằng cái Phật tâm thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên đại chúng nên nhớ rằng là đừng có khó khăn cực nhọc lắm mà để kiếm tiền kiếm bạc mà để cúng dường mười phương Như Lai. Cúng gì không đúng đâu, mà một niệm lành của các vị đó là một món phẩm vật quý báu để cúng dường một Như Lai. Mà một ngày mà các vị có 100 cái niệm lành là một, các vị có 100 cái phẩm vật quý báu để cúng dường mười phương Như Lai đó. Chứ không phải là cúng dường bằng cái vật chất, bằng cái hoa quả, bằng cái tiền bạc, bằng cái tất cả những cái tốt đẹp đâu nha. Nếu mà cúng dường bằng cái vật chất, bằng cái tiền tài, bằng cái sự nghiệp, bằng cái đồ ăn đủ uống á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm không có cách nào mà cúng dường mười phương Như Lai được cả. Bởi vì người tu hành tăng vô nhất vật, ví dụ vậy ha, và không nhất vật đi nữa là cũng có nhiều, đâu có kinh doanh gì đâu mà nhiều, đâu phải là mua mà có là thôi thế nhiều rồi đem đi cúng dường. Vậy mà cúng dường được mười phương Như Lai có nghĩa là một niệm lành là một món quà quý báu cúng dường một Phật. 100 niệm lành là có 100 món quà quý báu để cúng dường cho chư Phật. Thế nên bây giờ tôi nói tới cái này đây nè. Nội với các vị mà cúng nhang thôi, cái bài kệ mà rồi nghĩa là không có mặt nào hết, nghĩa là hồi nãy nó hết rồi là không có bấm ra cái số FM ha, cho nên rồi không có mặt nào hết rồi, thôi giờ tôi dẹp luôn cái này để sang lại đi. Coi như là đó sạc pin rồi đàng hoàng, chuẩn bị rồi 3-4 giờ chiều qua nay coi như đi
về không có gì hết. Cái bài cúng nhang đó ha, của Trần Nhân Tông, Thiền Tông Việt Nam, Trầm Thủy Thiền Lâm Phương Phúc Úc Thiên Đàn Tuệ Nguyễn Cử Tài Bồi Giới Đao Tức Tự Tủng Sơn Hình Nhiệt Hướng Tâm Lư Trường Cúng Dưỡng. Người ta dịch là hương đó, cái hương mà cúng Phật đó, hương này phải lấy ở rừng thiền. Cái hương mà mình cúng đó phải lấy ở rừng thiền là mới cúng được mọi hương chư Phật. Thiền tức là mình tham thiền á, lấy cái sự tham thiền của mình mà làm hương. Và nó trầm thủy thiền lâm hương phúc ức, cái hương mà tham hoa này nè là lấy ở trong rừng thiền. Nguyên liệu trong cái rừng thiền mà lấy nó ra. Chuyên đàn tuệ uyển cửu tài bồi, cái gỗ chuyên đàn mà để lấy ra làm cái bộ hương này đó là lấy trong cái vườn, cái rừng trí tuệ, ở trong cái vườn trí tuệ. Cái tầm thủy thì là lấy ở trong cái rừng thiền, còn cái chuyên đàn thì lấy ở trong cái vườn trí tuệ để mà trồng mà vun bồi đó. Rồi lấy cái bộ của chuyên đàn, cái bộ của trầm thủy của chuyên đàn đó để là làm cái bộ nhang mà phát xuất từ trồng ở trong rừng thiền và trong cái vườn trí tuệ. Với đao thức tự tủng sơn hình, phải lấy con dao giới mà vót. Mà vót nó thì nhiều thân là nhiều. Giao giới tức là cái giới đó, ví dụ Phật tử đại gia có ngũ giới, xuất gia là có 10 giới, 250 giới, vân vân. Lấy cái giao giới mà vót cây sinh nhang, cái tâm nhang để mà làm nhang, thì cái đó nó mới có giá trị đó. Nhất hướng tâm linh trường cung dưỡng, đem cái nhang này nè, lấy bằng cái bộ chuyên đàn tầm thủy mà trồng trong cái rừng thiền và cái vườn trí tuệ và lý do giới mà dốt tâm nhang, rồi đem mà đốt có trong cái lò tâm, và cái lò tâm và cái lửa tâm và cái lò tâm mà đốt cho nó không cho nó tắt, cho mình nhiệt hướng tâm tâm ly đốt có trong cái lò tâm để mà cúng dường chư Phật. Cho nên là mình cầm ba cái nhang mà mình nguyện mình cúng dường, đó là cái hình thức nó biểu lộ bên ngoài. Còn thật sự là cái hương đó là phải lấy cái chuyên đàn trồng ở trong cái rừng thiền, phải lấy cái trầm thủy trồng trong cái vườn trí tuệ, phải lấy cái dao giới màu rớt tâm nhang và đốt ở trong cái lò tâm nguyện của mình thanh tịnh đó mới cúng Phật, mới là thất giác từ phương đó. Cái đạo Phật là vậy đó. Còn cúng hoa cũng vậy, tâm địa khai thời hoa lãng mạn. Khi mà cái tâm địa của mình mà nó mở mang, mà nó trong sáng, nó thanh tịnh đó mà, nó không có phiền não vô minh đó mà, thì lúc bây giờ đó là hoa nó coi như là ở trên trời nó rơi khắp cùng chiến đó. Tâm địa xa thời hoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân thương. Khi mà cái tâm mình mà cởi mở mà thanh tịnh rồi đó, thì là tất cả cái hoa của trời trên chư thiên mà rải xuống cúng đi nữa, cái mùi thơm cũng không bằng cái mùi thơm của cái hoa tâm của mình mà nó nở rộ, nó trong sáng, nó thanh tịnh nữa đó. Chi đó đó hướng Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong chi bất động, đem từng cành, từng nhánh, từng đóa hoa mà do cái tâm của mình mà nó nở rộ đó, đem trước bàn Phật để mà cúng.
Và cái qua đó cũng như vậy đó, là từ kiếp này sang kiếp khác, cả cái gió nghiệp thổi như dân như bão, gió cũng không lay động được cái cành qua đó. Đó, thế thì là cái bài kệ mà dân hương cúng hương, dân qua cúng qua là phát xuất từ nơi cái tâm thanh tịnh niệm màu giữ giới giữ định giữ đồ giới định tuệ của mình thì mới là quý đó. Chứ còn là cúng bao nhiêu cái thứ mà nhan thiệt quý này kia đó không phải đâu. Nhưng mà nếu mình có tiền mình mua nhan cầm đốt thì kể ra cũng khỏe thiệt đó, không sao. Nhưng mà đừng vì cái qua cái nhan cầm thiệt mất mà mình cho rằng là mình có phước nhiều. Đừng vì cái người ta ít tiền ta mua nhan thường mà cho người ta ít phước, không đúng. Mà cái người mà đốt nhan thường ta không có tiền mà, ta không có làm giàu nhiều. Ta cúng cái nhan thường mà với cái tấm lòng cúng bông cúng qua tầm thường mà như tôi vừa nói là có thể cúng được mười phương chư Phật đó. Đạo Phật là phải học vậy đó. Chứ còn mình lựa cái thiệt tốt, thiệt sang, thiệt giàu Phật như vậy là Phật mà còn chọn tham phú phụ bần, phụ có tham sang như vậy làm sao làm như Lai Thế Tôn được. Cho nên là ở đây mà nói rằng là có thể đem cái tấm lòng thanh tịnh đó đem các thứ chân bảo mà cúng dường thập phương Như Lai cho đến như là lục đạo chúng sanh ở trong pháp giới muốn cầu con thì được con, muốn cầu tam muội được tam muội, muốn cầu trường thọ được trường thọ, cho đến là cầu đại niết bàn cũng được đại niết bàn. Nói vậy đó ha, cái đoạn này về người ta có thể mê tín rất là dữ. Cầu trường thọ, cái người tu hành là nói như vậy, nhưng mà cái người tu hành mà khi người ta phát sinh trí tuệ và nhận thức chân lý rồi đó, nhiều khi là sống 20 năm chưa gọi là yếu mà. Sống 90 năm cũng không phải vậy là lạc quan, là mừng, gọi là trường thọ đâu. Do đó cho nên là cái chữ trường thọ đây là phải hiểu khác. Bởi vì một cái cây thuốc người ta có thể trồng một năm mà cây đó có giá trị vô cùng. Còn có những cái loại cây như một cái rừng là 100 năm mà cây đó để chết rồi rủ bỏ thôi, không có xài được cái gì hết á. Thế thì là cái trường thọ của cây trăm năm giá trị gì cho cõi đời và cho nhân loại. Còn cây thuốc mà ta trồng một năm mà ta thu hoạch được thì là cái nào so với cây trăm năm mà để trơn chết rủ của rừng thì cái nào giá trị hơn. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà gọi là cầu trường thọ nói là nguyên tắc nói như vậy, nhưng mà cái người mà hiểu đạo tu hành rồi người ta không có đặt vấn đề thọ bằng cái kiểu nhiều năm hay là ít năm. Và lại nữa đó, cái người hiểu đạo rồi đó, ta coi sự sống chết là sự đi về hợp tan là trò vô biển mà, có gì quan trọng đâu. Trường không phóng sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Cái chuyện sống chết cho ta coi như là cái chuyện mà sống ngoài bong bóng bọt, nổi chìm chìm nổi trên mặt biển thẳng lặng kia. Những cái lúc mà sống ngoài bong bóng bọt ào ạt lo nhô cuồn cuộn, gọi là hiện từ bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng. Khi sống lặng gió êm thì hiện tượng quay về bản thể, chứ có mất mát gì đâu mà ta cầu trường thọ hay là yếu thọ chứ. Cho nên là học cái đoạn này là lâu quá là lầm chết. Người mà đạt đạo nhận thức được chân lý rồi, vấn đề trường thọ không có tiêu chuẩn, vấn đề là giá trị của con người, là giá trị của đạo đức, giá trị của giải thoát giác ngộ, chứ không phải cái tiêu chuẩn là tuổi cao mà gọi là trường thọ. Một lời nói của Phật Thích Ca, của Chúa Giêsu, của Đức Khổng Tử, của Lão Tử nha, một lời nói mà trường thọ vạn đại. Còn như chúng ta là nói cả ngày, thậm chí chữ lộn dồn tan không ai chữ lại, mà là nói của chúng ta không có trường thọ chút nào cả. Nói rồi là người ta biểu môi, người ta khinh thường. Thế thì là cái giá trị đâu phải là do nói nhiều. Cái trường thọ cũng không có nghĩa là do sống lâu.
Còn cầu con trai, đựng trai, con gái, đựng gái này cũng vậy. Con trai là phúc đức trí tuệ, con gái là đoan chánh tướng hảo, tức là cái đức tánh mà nhu nhiếm ôn hòa, đó là cầu gái đó. Còn cái phúc đức trí tuệ đó là cầu được con trai đó. Chứ còn mà Quan Thế Âm Bồ Tát mà cầu mà được con trai, trời ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát bộ quên kinh được không? Kinh Phật dạy nhân hệ ưu thế tử, xả cập thậm ưu lao ngục, lao ngục hữu tán thức kỳ mật, thế tử vô dưỡng ly chi niệm. Ai mà dướng vào chồng, vào con, vào vợ đó là nguy hơn là bị ở tù. Nguyên bị ở tù. Người bị ở tù là phải chơi án 5 năm, 7 năm còn có ngày ra, chứ còn dướng vào chồng, vào con, vào vợ đó là bản án coi như là trung thân. Điều đó quan tâm một cách phải biết chứ. Chẳng lẽ quên à? Rồi người ta lại tôi cầu đó, cho trời đất ơi, cầu ra để người ta không dạy trong cái gì đó hết. Phá nhà hại cửa, nói cái gì nó không nghe, thế lận tay nó hạnh phúc lắm sao? Cậu con gái như tối rồi, chiều tối rồi, 7 giờ cái nó đi rồi. Bây giờ đi mất rồi, 12 giờ đưa về lại nhà là ruột héo gan xào. Thấy không? Tâm bào ruột hắc sao? Vậy là con gái như vậy là Quan Thế Bồ Tát thiện hay là ác chứ? À, cho nên học cái này là coi chừng chứ không là mê tín chết đó nha. Cho nên cầu trai được con trai là phước đức trí tuệ. Cầu gái được con gái là tu tập theo cái hạnh quan này là con người nó nhu nhuyễn, nó ôn hòa, nó hiền thục. Không sinh ra các thứ phiền não ưu tư tội lỗi nữa. Và muốn cầu niết bàn, được niết bàn. Bởi vì muốn cầu niết bàn đâu có gì đâu khó. Là xây cái nghe, tấm nghe vào trong mà hạn chế được cái năng văn và sở danh như ta học không dài đó mà. Hoặc là dùng một cái châm ngôn nào đó mà tùy tụng. Thế vì là thân khẩu ý nó thanh tịnh thì tự nhiên là nó có niết bàn. Chứ đâu phải là cầu niết bàn rồi Quan Thế Bồ Tát đương cái địa vị, cái quả niết bàn đó, cái thế giới niết bàn nó đâu đem lại cho mình đâu. Mà do cái năng văn sở dân nè, do cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt này mà phiền não vô minh ưu tư tham sân si thương ghét vui mừng buồn giận nó không còn nữa, do vậy mà nó có sự an lạc. Mà sự an lạc đó tức là niết bàn. Vậy mà các con nay Phật hỏi cái nguyên nhân chứng đắc viên thông, xin thưa rằng tôi từ cái cửa ngõ của nhĩ căn quán chiếu đến tổ cùng viên mãn về âm văn, tức là nghe, cái nghe của nhĩ căn là cái tiếng của âm thanh bên ngoài, mà được tam mũi. Đối với tôi, tư duy và quán chiếu cái tấm nghe và cái tiếng của nhĩ căn là ưu việt nhất. Đây, bữa nay là kết thúc vấn đề trình bày cái nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhà tu bằng cách nhĩ căn viên thông. Mà cái điều này theo kinh nghiệm bản thân tôi cho rằng là chúng ta nói chung của tất cả đệ tử Phật chúng ta bị cái lỗ tai nó tác động, nó hoành hành ghê gớm. Kế đó là con mắt, hai cái căn đó theo kinh nghiệm thông thường của mình, hai căn đó là nguy hiểm nhất. Mà nguy hiểm nhất là nhĩ căn, bởi vì nhĩ căn mà nó có 1200 công đức lành. Mà ngược lại mà nếu mình làm ác, mình không chinh phục chế ngự được nó là nó cũng tạo ra 1200 cái đơn vị ác phát xuất từ cái nhĩ căn này, từ cái tâm nghe. Còn cái con mắt của mình nó coi vậy đó, nó cũng là sanh ra nhiều rắc rối đó, nhưng mà nó bị hạn chế, nó chỉ bằng 2/3 của cái nhĩ căn mà thôi. Con mắt của mình bởi vì nó chỉ thấy được phía trước,
ngang tới cỡ hai bên vậy. Chứ còn từ hai bên về mà trở ra phía sau nó không thấy được. Vì vậy cho nên là thấy cái gì mà đáng ghét, đáng chết, nó bực bội là từ phân nửa trở về trước mình, phân nửa trở về sau không có. Vì vậy mà so với công đức lành thì nó chỉ được 800 công đức lành. Mà nếu mà tạo những nghiệp ác thì nó cũng tạo ra được 800 cái đơn vị ác mà thôi. Còn cái nhĩ căn này nè, nó có ba cái đức tính, một là nguyên, hai là thông, ba là thường. Cho nên là so với các căn thì nó có 1200 công đức nếu là thiện, nếu làm thiện. Ngược lại nó cũng có thể tạo tác là 1200 cái đơn vị về cái thành phần ác. Bởi vì sao? Nó có ba cái đức, một là nguyên. Nguyên là ngồi tại đây nè mà mười phương tấn công, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới tấn công đều có thể nghe được hết. Hay là mười phương bốn bò trên dưới bốn phía của mình, ai nói xấu nói tốt khen chê mình đều có thể nghe được, gọi là đức nguyên. Nó khác hơn cái nhãn căn là chỉ thấy từ phân nửa tới về trước. Ở đây mười phương đều là có thể nghe được tiếng. Hai là cái đức thông. Cái đức thông của cái nhĩ căn của lỗ tai là ví dụ như giờ đây là cái mất đó nè, ta che giải gì kính như nè. Nhưng mà bữa hổm này là có mấy thằng nào đó mở ra vô cái kết hơi lớn đó nè. Thì là các vị này không thấy những thầy đó. Nhưng mà có tham thiền rằng là ở trên kia mở cái kết làm cho dưới này ta nghe động tâm, khó nghe kinh. Là ta đề nghị để sửa xưa với mấy thầy, yêu cầu mấy thầy ta có mở nghe đủ nghe thôi, hoặc là để những cái giờ khác kịch chút đi. Nhưng mà sự thật là các vị đó không hề thấy cái vị thầy kia. Ta gọi là đức thông, nghĩa là cách mất hay cách giải hay cách màng mà vẫn nghe được. Do vậy mà cái công đức lành hay là làm những điều ác nó tăng trưởng gấp 1200. Ba là cái đức thường. Cái đức thường của những căn này là luôn luôn nó liên tục. Tôi nói ví dụ như là có tiếng nè. Có tiếng thì là cái tâm nghe này vẫn nghe nè. Mà bây giờ không tiếng là tâm nghe vẫn không mất nha, vẫn còn nguyên đó nha. Chẳng qua là có tiếng thì là nó nghe tiếng động, mà không tiếng thì gọi là nó nghe mà nó nghe tỉnh. Thế thì động cũng nghe mà tỉnh cũng nghe. Thậm chí ban ngày nghe đã đành, mà ban đêm trong bóng tối nó cũng nghe được. Vì vậy cho nên nó có cái đức thường, nguyên, thông và thường. Ba cái ưu việt đó. Cho nên cái nhĩ căn này nè, nói về làm lành thì nó là công như thủ đứng đầu, mà nói về tội là nó cũng có thể là đi tiên. Vì vậy mà cái pháp môn này là pháp môn mà thiền định tu theo Quan Thế Âm Bồ Tát này là rất là hiệu quả đó. Bạch Thế Tôn, Đức Quán Âm Như Lai từ thuở xa xưa ấy đã khen tôi khéo được cái pháp môn duyên thông ở trong đại chúng Phật Thọ ký cho tôi cái danh hiệu là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm xa xưa là một vị Phật, họ ký cho Bồ Tát này cái danh hiệu là Quán Thế Âm. Bởi vì cái tấm nghe và thấy còn sáng, cho biết mười phương danh hiệu Quán Thế Âm cũng phổ cập trong lục đạo chúng sanh mười phương thế giới. Chúng sanh nào trong mười phương thế giới cái tấm nghe giống nhau, đức nguyên, đức thông và đức thường giống nhau. Vì vậy cho nên là vận dụng vào đó mà tư duy, mà tu tập, mà quán chiếu thì hiệu quả rất là cao. Phần trực chỉ, như chúng ta đã biết, Quán Âm hay là Quán Thế Âm chỉ là cái nhân cách hóa một phương, một pháp môn chỉ quán
mà lực đạo chúng sanh trong mười phương ai cũng sẵn có cái khả năng chỉ quán như vậy để được chứng đắc viên thông. Người đệ tử Phật có tư duy trong yên tĩnh, có thực hành chỉ quán sẽ nghe được cái tiếng lương tâm màu nhiệm của mình, không cần có thâm trần đối tượng. Bằng bản thân của mình có thể chứng minh điều đó. Ở trong những giờ phút yên tĩnh, tâm hồn thoải mái rồi, các vị có thể nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình đó chứ. Chẳng qua là nhiều khi là vì cái hoàn cảnh, vì cái dục vọng hoàn cảnh nghe không, mà mình biết là cái việc đó có sai, nhưng mà vì con, vì chồng, vì vợ mà chấp nhận làm cái điều sai trái để cho nó ra tiền, ra bạc, ra của cải, chỉ vì vợ, vì chồng, vì con. Thế còn trong những lúc mà yên tĩnh vắng lặng đó, có nghe tiếng lương tâm của mình cắn rứt đó chứ, đó là quán âm đó. Mà cái người mà tôi đọc cái môn chỉ quán này là tôi có cách nghe về rồi, nếu mà thấy nó sai là phải cương quyết mà ngăn chặn. Người tu hành là vậy, khi mà quán chiếu thấy điều đó sai phải cương quyết ngăn chặn cho được thì gọi là người tu. Còn người thường có khi cũng quán chiếu, cũng soi rõ vào biết điều mình làm sẽ làm đây là sai đó chứ, nhưng mà vì hoàn cảnh, vì danh vọng, vì địa vị, vì chồng, vì con, vì vợ, vì cái yêu cầu thực tế của đời mà chấp nhận làm điều sai. Chứ thì thật không phải là người ta không biết đâu nha. Người đệ Phật có tư duy trong yên tĩnh, có thực hành chỉ quán sẽ nghe được cái tiếng lòng, tiếng lương tâm màu nhiệm của mình, không còn có thanh trần đối tượng. Chừng nào hành giả nghe được âm vang đó thường xuyên liên tục ở lòng mình, thì ba ma ứng thân 14 đức vô ngã, 4 diệu đức nhiệm màu, chỉ là sự biểu hiện vô tác, không cần gắng sức dụng công. Nói là cái chuyện nói là nói của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà cái điều đó nếu mà mình mà thành thục được chứ, mà nghe cái tiếng lòng màu nhiệm của mình rồi mà mình thực hiện nổi, thì tất cả những cái việc mà mình đã học, đã nghe của Quan Thế Âm Bồ Tát đó đã có sẵn trong lòng mình hết rồi, mà không cần đến sức dụng tâm mà nó tự có. Cũng như ánh sáng sẵn có của mặt trời rạng rỡ buổi ban mai vậy. Nhiều đầu tất nhiên là nhiều óc. Có được nhiều bộ óc, con người sẽ có khả năng tư duy nhận thức nhiều. Người không có tư duy không thể là người thông minh được. Nhận thức chân lý đòi hỏi phải nhiều tư duy hơn cả người thường, người thông minh của thế giới. Do vậy Bồ Tát cần có nhiều đầu, nhiều bộ óc để mà tư duy. Thành ra nói như vậy thì thật là một cái triết lý để dạy dỗ con người phải sử dụng cái óc cho nhiều. Mắt để mà thấy, thấy để mà nhận biết. Muốn thấy nhiều cần có mắt nhiều. Là đệ tử Phật, phàm phu cũng như thánh vị Phát cái trí tu nhân, thì ai cũng mong giác ngộ chân lý giải thoát vô minh. Cho nên cần thấy nhiều để mà nhận thức, biết nhiều để mà quán sát tư duy. Một tướng lãnh ở thời đại văn minh khoa học, quan sát chiến trường còn có viễn vọng kính để tầm quan sát được rộng xa, để nhận thức đánh giá lực lượng tương quan giữa quân ta và quân địch. Sự quá hiện nhiều mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm giải cho mọi người đệ tử Phật về sự cần thiết thấy xa và biết rộng. Cái chữ là ta nói lại, ta chỉ thẳng về cốt lõi của những vấn đề trên. Tai để mà làm việc,
một thành tựu cụ thể trong cuộc sống con người là do tai. Nói cách khác, tai là công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện cụ thể hóa cái nguồn trí tuệ thông qua bộ óc điều khiển của con người. Trí tuệ, tài năng hay sự khéo léo không thể không biểu lộ qua sự thực hiện của tai. Bồ Tát là người đang đi trên con đường tìm chân lý, vì cần tư duy nhiều cho nên nói Bồ Tát đầu nhiều, vì cần thấy biết nhiều cho nên nói rằng là mắt nhiều, vì cần thực hành nhiều cho nên nói tay nhiều, vì cần tri hành hợp nhất cho nên nói Bồ Tát nhiều đầu nhiều tay và nhiều mắt vậy. Sự thật tất nhiên không thể có một con người đầu mắt loạn khởi, tai mọc thưa tủa, nhìn qua như cái lơm cơm. Nếu có một con người thật như vậy thì quả là một quái thai vô tiền khoáng hậu. Đấy, thành ra là đây mình hiểu cái nội dung, cái triết lý ẩn chứa bên trong. Sách Nho người ta gọi là văn vĩ tải đạo, văn chương chữ nghĩa là để nó chở, nó chuyên chở cái đạo lý. Chứ văn chương chữ nghĩa không phải là đạo lý. Vì vậy cho nên là mình tìm cái đạo lý, cái triết lý nó ở trong cái văn chương chữ nghĩa đó. Còn không khéo là hơi tính kết rồi. Mani là một đức Phật. Phật là đấng lưỡng túc tôn, lưỡng túc bề tôn. Chẳng lẽ Quan Thế Âm vượt ngoài cái hàng lưỡng túc của Phật Thiên Thánh Phàm, của thế giới Thánh Phàm? Người đệ tử Phật hãy sử dụng lý trí mà tư duy, đừng để cho Phật đau lòng chỉ vì y kinh giải nghĩa mà hàm quan cho ba đời chư Phật. Trong kinh có câu rằng y kinh giải nghĩa tam pháp thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Rồi bỏ kinh điển mà anh nói tầm bậy tầm buồn tầm bạ thì tất nhiên là anh là thuộc về ngoại đạo tà giáo rồi, là đồng với ma thiết rồi. Mà nếu y kinh giải nghĩa là quan cho ba đời chư Phật, anh không nắm được cái kinh qua cái triết lý, nắm được cái nội dung của người ta là chứa đựng bên trong cái trong văn tự đó, thì quan cho ba đời chư Phật. À, thế là hết rồi. Cho nên là học cái bài học này đó thì là đại chúng nên để ý mà suy nghiệm. Chứ đây nó trái lại với, nó trái với cái nhận thức thông thường của mọi người về Quan Thế Âm đó. Hôm nay trả lời câu hỏi bên đây, các vị nào có những câu hỏi không dài đó, có thể chiều nay là nghe bên đây thì có thể là có giải đáp những câu hỏi đó. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chay vơi qua bên kia. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tí thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa trong vô biên. Sẽ vượt thoát từ xanh
nay rơi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Bài ca tuy không tên nhưng thật bao la.